Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và em hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động có ngoại thất là màu đỏ, và đồng thời có giới thiệu cho anh chị về giá bán thời điểm tháng 4 năm 2024 này. Thì đầu tiên thì em sẽ đi xung quanh một vòng xung quanh xe để anh chị xem được cái ngoại thất của xe, và đồng thời cũng báo cho anh chị luôn về cái giá thời điểm hiện tại. Thì Toyota Wigo có hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn có giá niêm yết là 360 triệu và tính ra lăn bánh ở thời điểm hiện tại nó sẽ rơi khoảng 401 triệu. Còn phiên bản tự động trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 405. Tính ra lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 451. Và thời điểm hiện tại thì bên em cũng tặng cho chiếc xe Toyota Wigo này là gói 1 năm bảo hành thân vỏ cũng như là gói phụ kiện chính hãng. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 120 mang xe về rồi. Toyota Wigo thì cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc tại Indonesia. Và chiếc xe trước mắt chúng ta đây, một chiếc xe màu đỏ. Em đã đi một vòng xung quanh ngoại thất để anh chị ngắm được sơ bộ về xe. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Wigo này. Thì Wigo mới được cập nhật phiên bản mới thời điểm hiện tại là từ 2023. Và hiện tại thì bên em toàn bộ đều là xe 2024 hết rồi. Và có một số các những cái điểm mới cập nhật trên chiếc xe này. Từ cái hộp số, từ cái động cơ. Phiên bản cũ thì sẽ sử dụng là động cơ i4 và hộp số AT. Cho ra cái vận hành thì nó cũng khá là khỏe. Tuy nhiên là nó xe nó nặng, cũng như cái hộp số nó sẽ không được mượt mà bằng thời điểm hiện tại. Xe i3 nhẹ hơn, chạy thoáng xe hơn. Và kết hợp với hộp số DCVT, hộp số vô cấp kép, thì cho ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu, cũng như là xe vận hành mượt mà, êm ái hơn, tăng tốc mượt mà hơn rất nhiều. Đó là về động cơ và về hộp số. Còn về ngoại thất ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái cụm đèn của xe sẽ được nâng cấp lên là cụm đèn full LED dạng chia khoang, và kết hợp với cả cái đèn định vị ban ngày ở dưới bên này. Ở phần thân xe thì chúng ta sẽ có là la răng dạng hợp kim với kích thước là 14 inch. Gương thì có gương gập điện, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ, và đặc biệt có những cái tính năng mới cập nhật ở thời điểm hiện tại là có cảnh báo đèn mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Ở phần tay nắm cửa thì cũng được cập nhật dạng hiện đại hơn, nó khác với cái loại móc như ngày xưa, và có thêm cái nút cảm biến ở đây, chạm vào thì xe sẽ mở, xe sẽ khóa này, chạm thêm lần nữa thì xe sẽ mở. Còn ở phía bên dưới này thì em sẽ có cái bảng thông số các cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, chỉ tiêu thụ có 5,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Và ở phía phần đuôi xe thì cũng được thiết kế lại trông nó sẽ hài hòa hơn, và có tích hợp luôn cảm biến lùi và cam lùi ở phía sau xe. Một đặc biệt của dòng xe Toyota Wigo nói riêng và dòng xe khác nói chung thì cái cốp xe được tối ưu rất là rộng rãi. Cái chiều dài xe nó chỉ có rơi khoảng 3m6, 3m7 thôi, nhưng mà từ cái không gian người ngồi phía trong này, rồi cái không gian để cốp này nó rất là rộng, cực kỳ rộng rãi luôn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe. Chiếc xe này thì bên em đã hoàn thiện xong về mặt phụ kiện để chuẩn bị giao cho khách hàng. Thì bên em đã có là dàn kính đen này, chống tia UV, trải sàn da và bọc ghế. Ghế của theo xe thì sẽ là ghế nỉ. Và chủ xe đã lựa chọn cho mình một cái màu ghế da chính hãng Toyota ở đây, dành riêng cho dòng xe Wigo. Có cái màu cam đất rất là sạch cũng như là sáng xe. Cũng tiện giới thiệu ở phần ghế này thì em cũng giới thiệu luôn, phiên bản này hiện tại thì có thêm cái chức năng là chỉnh độ cao thấp của ghế. Phiên bản ngày xưa thì chỉ có chỉnh bốn hướng là tiến lùi và ngả lưng thôi. Đối với bây giờ chiều cao của mình nó tiện hơn ngày xưa rất nhiều. Là chiều cao của ghế thay đổi thì những người có cái chiều cao khác nhau thì điều chỉnh cho mình được cái tầm nhìn nó sẽ thoải mái hơn ngày xưa. Còn các cái chức năng được có trong xe như là lên xuống các cửa kính này, khóa kính, cụp mở gương điện, cụp gương mở gương và chỉnh lòng gương ở đây. Ngoài ra thì xe có các cái chức năng so với các cái xe khác trong phân khúc nó sẽ nổi bật hơn, như là chống trơn trượt, ổn định thân xe và cái chức năng là kiểm soát lực kéo, nó đều bật tắt ở đây. TRC off. Ở mặt đồng hồ tablo thì vẫn giữ theo cái thiết kế cũ. Còn đây là điều chỉnh đèn này, điều chỉnh gạt mưa
Vô lăng thì có nút điều chỉnh các chức năng của màn hình giải trí như là qua bài, tăng giảm âm lượng, rồi điều chỉnh các chế độ âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Màn hình của xe kích thước vẫn vậy. Và phía bên dưới nữa thì sẽ có là nút đề nổ và cụm điều khiển điều hòa. Cái cụm điều khiển điều hòa này thì nó vẫn giữ thiết kế cũ nhưng mà nó có rất là tiện, nó có chế độ mắc cun này, bật lên cái thì mình làm mát rất là nhanh, phù hợp với cái thời tiết hiện tại và chuẩn bị vào cái mùa nóng rồi. Thì điều hòa của WeGo nói riêng và Toyota nói chung thì cực kỳ mát, mát rất sâu. Phía bên dưới thì là hộp số, hộp số có P này, lùi đỗ, lùi N là số trung gian, còn D là số để đi, S là số, S và B là số để ví dụ như S là anh chị chở 5 người và có chở đồ nặng chẳng hạn, mình có thể chuyển sang số S để đi, còn B hoặc leo đèo leo dốc, còn B là số để chuyển xuống khi mà mình đổ đèo, xe nó sẽ, máy nó sẽ giữ cái xe lại không bị trôi quá nhanh. Đây là phanh tay. Một cái lợi thế như em cũng vừa đề cập là cái nội thất của xe, nội ngoại thất của xe rất là, cái nội thất của xe rất rộng rãi, bố trí rất là khoa học. Thì em sẽ xuống cái hàng ghế thứ hai để anh chị cảm nhận được cái không gian hàng ghế thứ hai. Đó. Tuy là chỉ dài chưa đầy 4 mét, 3m6, 3m7, như là cái chiều dài của cái độ rộng rãi của xe thì rất là thoải mái rồi. Còn đây là phần trần xe, được sử dụng cái màu xám nhạt. Thì cái trần này rất là sạch, nội thất của xe sạch và kết hợp với khách dùng cái màu ghế này thì cực kỳ sạch, dễ vệ sinh luôn. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota WeGo phiên bản màu đỏ và cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Anh chị nào cần em tư vấn thêm các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.